Sáng nè, điện thoại này này sáng nè. Đây mình sẽ chạy da ha, mình sẽ chạy sạch da nè. Cái này nó làm lên da sạch ở dưới cái phần da nha. Đó. Rất là sạch luôn. Rất là tròn ha. Này giúp mình lên da hai bên khóe đó. Cho nó sạch nó đỡ bị lip hơn chị ha. Cái này chạy rất là ngon. Cái này chạy thì rất là êm nha. Mình chạy nhám xong á, mình lấy cái này mình chạy sơ sơ ha. Đây. Nếu mà anh chị nạp kỹ nữa thì anh chị lấy cái sủi da, anh chị sủi nó lên nha. Anh chị sủi da nó lên, anh chị chạy nó ở phía trong á. Tại da nó nằm phía trên nè ha. Nếu mình chạy ở phía trong á, tại cái đầu kia thì nó bự quá, nó không có chạy vô. Hello, hello mọi người. Xong rồi mình sẽ cắt, mình sẽ lên da. Khỏe thầy ơi, thầy lâu quá không thấy, cắt đi. Cắt hả? Cái này fan tip. Không biết có nên cắt không? Đang hỏi mọi người coi có muốn em cắt không? Cắt thì em hướng dẫn, tại cũng có nhiều người đề nghị em là cắt bột livestream. Thì nói chung là cắt bột thì theo yêu cầu nha. Anh chị nào ưng cần chưa cắt bột được tốt thì thử cách của em nhé. Theo yêu cầu. Đây mình sẽ cắt, mình sẽ lên da nó chút xíu nha. Nếu mà anh chị cắt trước như thế này á, thì cái tay của khách nó rất là dễ bị chảy máu. Nên là cắt cẩn thận nha. Tại vì em chạy nhám á, em đẩy cái tay khách lên dưa lắm. Em đẩy cái da của khách lên dữ lắm. Nên là nó rất là mỏng. Rồi ai muốn em cắt bột thì cho cái comment vô nha. Ai muốn em hướng dẫn cắt bột thì cho cái comment vô. Đó, để vậy đi cho nó rõ ha. Muốn em cắt bột thì cứ inbox vô đi nha anh chị nha. Mì xay Maro, say hi. Rồi anh chị nào mới muốn em cắt bột nữa không? Rồi, gắn móng nha. Gắn móng thì anh chị để cái tay thẳng ra nha, đó. Anh chị thấy nè, cái ngón này nè, nó sẽ bị méo nè, nó bị khuyết nè anh chị thấy không? Nó bị khuyết nè. Mình sẽ lắp đầy cái này, nhưng mà cái đầu móng của mình á nó phải thẳng nha. Nó phải thẳng một đường ra. Đó. Nó phải so chung với cái móng này, ba cái ngón này nè, đó, bốn cái ngón này thì anh chị để thẳng vậy nè. Thì anh chị sẽ thấy nè, cái móng này nó bị nghiêng qua đây nè. Anh chị thấy không? Thì anh chị phải gắn làm sao mà cho nó ngược lại chút xíu nha. Nhưng mà cái đầu móng của nó vẫn thẳng. Hello, hello. Cắt bột ok. Em cắt bột thì em chuẩn bị cái miếng này cắt nè nha. Chuẩn bị nè nha. Đây. À, khách gần vô rồi thầy ơi. Làm lẹ thầy ơi. Ok, làm lẹ nha. Rồi gắn móng. Trời, em đâu có xóa video đâu mà anh lo. Ấy da, rớt. Đây mình sẽ gắn. Đầu tiên thì ngón út thì mình canh theo cái móng tay của khách ha. Đó, ngón út nè. Mình canh theo cái ngón tay. Còn ba cái ngón này á mình để cái tay nó thẳng vậy nè ha. Đây mình cầm vậy nè. Gắn vô. Đây mình canh vậy nè ha. Đặt cho mình canh. Đó, thẳng nè. Ngón này nè anh chị. Anh chị phải canh cái ngón này nha. Cái ngón này là cái ngón méo nhất nè, khó canh nhất nè.
mình để thẳng cái tay ra, anh chị để như này, cái phần mũi móng á, cái phần đầu móng á, anh chị nè, canh nè, làm sao cho nó song song với cái này nha. Anh chị nếu mà anh chị gắn nghiêng qua đây á, thì nó sẽ bị dướng cái này. Nếu mà anh chị gắn nghiêng qua đây á, thì nó sẽ bị chổi cái này. Nên anh chị phải canh, đó, vừa phải, cái bên này khuyết nè, anh chị phải để bên này cao lên một chút xíu nè. Đó, anh chị để im từ từ, canh vô. Đặt vô nhẹ nhàng. Đó, nó phải song song với cái ngón này nè anh chị ha. Anh chị thấy không? Nó phải song song với cái ngón này thì nó mới thẳng được, không? Tí nữa anh chị lật lên á thì nó rất là thẳng, tí nữa em sẽ cho anh chị xem nha. Đó. Ba cái ngón này anh chị phải cầm ba cái ngón này một lúc để gắn móng nha. Đây, nè. Thấy không? Mình lấy cái tay của mình á, mình để trừ cái đầu móng ra nha. Đây, dính lên. Đó, nó hơi khó chút xíu. Thì khi nào mà anh chị gắn cái này á mà nó đều rồi á, nó quen rồi á, thì anh chị không có cần phải cầm ba cái ngón này nữa. Đây, anh chị thấy ha, nó phải song song đều đều với nhau. Đó, anh chị không cần phải cầm ba ngón này nữa, mà sau thế anh chị cầm có thể cầm ngón này, nhưng mà phải quen nha. Mình nhìn mình phải quen. Ok, ok. Cái ngón này hơi bự nè anh chị ha, móng này hơi bự. Mình sẽ cắt nó đi. Cái kéo. Đây anh chị nào hôm bữa hỏi em có cái website để mua cái kéo này rồi nha anh chị nha. Anh chị nào hỏi em thì inbox lại cho em gửi cái link qua cho trên Amazon á. Nhưng mà nó có cái link ha. Chứ kiếm thì anh chị kiếm không ra đâu. Em kiếm biết bao lâu rồi giờ mới ra đó. Rồi, anh chị thấy rõ không ạ? À? Thấy rõ không? Cho anh chị nào thấy rõ không? Đây. Ngón út thì mình cứ gắn bình thường thôi ha. Ngón út thì cứ anh chị cứ gắn ép nó vô, xéo xéo nó vô bên trái chút xíu ha. Đó. Đây. Đó, cho nó song song nè anh chị thấy không? Nó song song cái tay á, nó thon, nó song song với ba ngón này là được nha. Sao không thấy bình luận nữa ta? Rồi hết keo. Bây giờ cho mượn chai keo được không? Rồi, còn xíu đủ gắn. Đây anh chị ha. Đó anh chị cầm vậy nè. Chị cầm này vậy anh chị gắn nha. Cho cái móng nó song song. Ba cái ngón này, bốn cái ngón này nó phải song song với nhau nha. Đó. Rồi. Thì khi mà em quen rồi á thì em không có cần cầm ba cái ngón này nữa, em cầm cho anh chị thấy thôi. Chứ em quen rồi thì em bỏ vô em gắn thôi à. Em quen rồi. Nè anh chị thấy không? Nè, song song với nhau nè, không? Tại mình quen á thì mình khỏi cần cầm ba ngón. Tại ba ngón nó rất là khó, nhưng mà tại vì anh chị mới á, khi mà anh chị chưa gắn được á, anh chị phải cần cầm ba ngón để anh chị canh. Mà khi mà anh chị quen canh rồi á, quen rồi á, thì anh chị không cần nữa nha. Đó. Rồi cái này em cắt nha. Trời ơi hết keo rồi, làm biến đi lấy quá. Ráng bóp cho nó ra chút xíu. Đó. Rồi. Trời ơi con Mỹ thiệt hay quá. Mỹ cho mượn chai keo luôn mà. Tâm lý quá. Vợ thương con Mỹ ghê luôn á. Tâm lý quá trời luôn, ai như bạn Bi. Ok xong nha. Thì hôm nay em sẽ lấy cái miếng này. Fan này thì nó rất là sâu nha. Nó rất là sâu. Đó. Anh chị thấy ha. Đây nó rất là sâu. Em sẽ cắt nha. Cái gì mà gắn móng mà đẹp quá đồ ơi. Shorter. Ok. This one. I found shape is shorter more. Yep. Ok. Yeah. Yep. Ok. Cái này cắt thì đâu có bay xịt được. Này cắt thì đâu có bay xịt được nha anh chị nha. Cái này là cắt là dạng như nâng cao một chút xíu rồi, không phải là
quá nâng cao, nhưng mà cũng cũng thuộc dạng khó đấy, không phải đùa đâu nha. Này thì hơi khó một chút xíu. Anh chị có nghe rõ không? Thấy rõ, nghe rõ không? Bình luận cho em cái nha. Gắn mắm không mà cũng đẹp nữa là sao anh? Chúc anh buổi live vui vẻ. Thank you Danny. Anh chị cho em cái comment là rõ mà, nghe rõ, thấy rõ mà, để em biết em chỉnh nha. Ok. Mình canh ha, mình đo ha. Đây cái kéo này anh chị nào muốn mua em gửi link qua cho mua nha. Kéo này rất là ngon nha, hứa với anh chị luôn, mua dùng là hết sảy. Rõ. Trời ơi, hello dì nương, khỏe dì nương, nhớ dì nương quá nè. Cái này mình vũa xếp sơ thôi nha anh chị nha, sơ thôi để cho mình thấy được cái độ đều của cái pha móng thôi nha. Đẹp, làm gì cũng đẹp trời, bởi vậy thì thương thì nương quá. Đẹp trai làm gì cũng đẹp, khổ đẹp trai khổ chị nương ơi. Chị nương về lại mít xuôi chưa đó. Mình cái này á, mình vũa chị để canh nha, mình canh cái form nha anh chị nha, để mình dễ cắt. Tại vì mình canh được cái form á thì mình đặt cái đồ cắt này vô nè, anh chị thấy không, mình canh nè đó, mình rất là dễ canh ha. Mình canh cái phần đầu móng nè, cái phần tròn này với cái phần đầu móng nè anh chị thấy không, đây đó, mình đưa vô là cái này là mình vũ xếp tạm để mình canh cái phần đầu móng nha. Rõ nét hả? Ok ok, nghe rõ trả lời. Nào lên thăm gì nữa nha. Hello anh chị Mỹ Nguyễn, rõ là ok nha. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách rất là đơn giản cắt bột, cắt phen nha. Cắt phen nhất cái nắp luôn. Em báo trước nhé, video này là video miễn phí. Em hướng dẫn cho anh chị thì có những cái lỗi gì trong livestream này thì anh chị mong anh chị bỏ qua nhé. Đừng có trách móc buồn phiền làm em ngưng like đó. Đây là cái bột này, là cái bột JN của em ha. Cái bột này thì anh chị có thể đắp đắp xong design nha. Rất là dễ đắp, tí nữa em đắp cho anh chị xem. Rất là đẹp luôn, cái màu rất là đẹp mà rất là dễ đắp nha. Sắp ra rồi, sắp ra rồi, anh chị yên tâm, chuẩn bị góc website luôn, anh chị có thể lên đó order nha. Anh đang ráng làm nhanh để cho anh chị đỡ tốn thời gian nha. Anh đang ráng giữ nhanh cho anh chị đỡ tốn thời gian chứ không phải là cái gì đâu, không phải là đua khách đâu. Một toàn chục đó, này ok nè. Khi mà anh chị vũ quen rồi á thì anh chị không cần canh nữa, thiệt. Vũ là mình biết cái chỗ nào đều, cái nào không liền à. Đây, anh chị thấy ha. Đó, đều rang à. Cái này nè, nhích qua một chút nè. Xong nè. Đúng không? Trời, nãy biết cắt bà nó. Cắt cho nó gọn trước. Ok, let's go.
Dạ. cũng có người ấy đó, cũng có người nói chung cũng có người họ không có được, không biết nói sao, nhưng mà mong mọi người đừng buồn vậy thôi nha.